Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Emo. Thì hôm nay mình sẽ làm một video cập nhật cho anh em về cái dự án Renet ha và có một cái dự án trên cái hệ sinh thái của nó cũng mới mới ra luôn ha. Đó thì mình sẽ chia sẻ anh em cái chương trình Airdrop của nó luôn. Thì nội dung thứ nhất là mình sẽ cập nhật về cái thay đổi cái địa chỉ ví mà anh em sẽ nhận cái token Renet mở khóa đối với những anh em nào mà đã tham gia đào token Renet của sàn Remitano ha thì nó sẽ thay đổi cái vị trí mở khóa thì à cái token này nó sẽ không được mở khóa vào ví Remitano nữa mà nó sẽ mở khóa sang một cái ví à, phi tập trung. À, thuộc cái hệ sinh thái của Remitano luôn thì đó chính là cái ví à, Carat Demon Wallet ở đây. Thì đây chính là cái giao diện của cái ví ha. Đó. Rồi cái nội dung thứ hai mình muốn chia sẻ cho anh em. Đó chính là một chương trình arop của cái dự án là Probercy. Thì đây là một dự án cũng là thuộc hệ sinh thái của Remitano luôn ha một dự án liên quan đến bất động sản 4.0. Đó, thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cách để anh em có thể tham gia chương trình arop này. Đó, rồi ok. Rồi về nội dung thay đổi à, về nội dung thứ nhất ha, đó là cái chương trình cái sự thay đổi cái địa chỉ mà anh em nhận cái token rinet mở khóa thì anh em có thể là đọc qua cái thông báo này. Thì ở đây này, hiện tại kể từ khi rinet mainnet từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, lượng rinet mà các rinet miner kiếm được trong thời gian chương trình miner À, mining miễn phí trên Remitano diễn ra trước ngày 1 tháng 10 năm 2022, được mở khóa theo lịch vào thứ bảy hàng tuần và được lưu trữ trong ví Remitano. À thì bắt đầu kể từ ngày 2 tháng 12 năm 2023, việc mở khóa token Rinet hàng tuần của bạn sẽ không được ghi có vào ví Remitano của bạn như trước đây nữa. Thay vào đó, Rinet sẽ tự động được gửi vào địa chỉ ví bạn chọn trên Rinet blockchain. Chúng tôi tin rằng thay đổi này sẽ mang lại cho bạn khả năng kiểm soát bảo mật và linh hoạt hơn cao hơn đối với tài khoản Rinet của bạn. Người dùng có thể kết nối địa chỉ ví on-chain của họ với tài khoản Remitano bằng ứng dụng Crest chạy trên iOS và Android. Đó, thì năm nay là anh em cần phải tạo cho mình cái ví là Crest trước ngày 2 tháng 12 năm 2023. Đó, thì để sau này cái token Rinet mở khóa nó sẽ được sau cái ngày này, à, ngày 2 ngày 2 tháng 12 năm 2003 thì tất cả những cái token Renet mở khóa nó sẽ được chuyển vào cái ví Crash Demon ở đây. Đó thì đây là cái giao diện của cái ví này ha. Thì à, đã tải được cái ví này thì anh em lên CH Play. Anh em bấm cho mình là đó, Grat Demon Monet thì anh em sẽ cài đặt cái app này cho mình ha. Thì à, anh em lưu ý trong quá trình cài đặt thì anh em cần phải sao lưu cái cụm từ khóa của ví ha, cũng như là cái sao lưu cái mật khẩu của ví để sau này anh em có thể khôi phục được cái ví của mình ha. Rồi, thì sau khi anh em tạo ví xong thì cái hiện tại ha, token RINET mở khó nó đã được chuyển vào cái ví, à, Demon này rồi. Thì hiện tại mình đã nhận 2.5 năm RINET ở trong cái ví này rồi ha. Thì để nhận được cho cái token RINET vào cái ví này thì anh em lưu ý một điều là anh em vào cái dấu ba gạch này, anh em sẽ vào cái phần là xác minh địa chỉ ha. Thì anh em bấm vào thì hiện tại mình đã xác minh rồi. Thì anh em chỉ cần bấm vào xác minh địa chỉ và liên kết với tài khoản ví Remitano thành công mà nó có cái dấu tích xanh ở đây được là được ha. Thì lúc đó anh em, anh em sẽ được là xác minh được cái cái địa chỉ ví này. và nó sẽ liên kết với ví sàn Remitano luôn. Thì mỗi khi mà cái token Renet nó được mở khó thì nó sẽ chuyển thẳng vào trong cái ví này luôn nha. Đó là như vậy ha. Rồi, rồi về thông tin thứ hai, đó là mình sẽ chia sẻ cho anh em cái dự án ProBC À, một cái dự án bất động sản 4.0 Đây là một chương trình Europe của dự án ha à, thì à, ở đây mình sẽ đọc sơ à, chúng tôi mang đến giải pháp công nghệ blockchain cho phép bạn dễ dàng sở hữu và giao dịch các token được bảo chứng bởi bất động sản thật do rem Foundation thẩm định và giám sát à, linh hoạt vốn đầu tư mua token đại diện cho cổ phần của bất động sản thật chỉ từ 10.000 đồng thay vì mua toàn bộ tài sản với chi phí cao theo cách truyền thống thứ hai là tăng trưởng an toàn bất động sản có tiềm năng tạo nguồn thu nhập bất động sản có tiềm năng tạo nguồn thu kinh doanh đều đặn và tăng giá bền vững trong dài hạn giúp bảo vệ tài sản của nhà đầu tư khi token nắm giữ và tăng giá trị tương ứng thao tác đơn giản ha à, thanh toán bằng crypto và sở hữu token ngay lập tức trong vòng chưa đến 5 phút chỉ với cú click chuột trên giao diện đơn giản an toàn và tiện lợi đó thì à, cái phần đăng ký sự kiện erop này sẽ à, còn là 13 ngày ha, còn 13 ngày nữa để anh em có thể là đăng ký. Thì anh em sẽ sở hữu được cái token gốc của nền tảng và nhận thông tin sớm nhất khi chúng tôi ra mắt đó. Thì anh em xuống phòng mô tả video anh em kích vào cái link đăng ký ha. Thì uh, sau đó anh em sẽ kéo xuống đây anh em sẽ nhập cái địa chỉ email của anh em vào. À, sau đó anh em bấm chữ đăng ký cho mình ha. Rồi anh em bấm chữ đăng ký cho mình ha. Rồi sau khi anh em bấm chữ đăng ký thì nó sẽ yêu cầu là xác thực đăng ký. Chúng tôi đã gửi một cái mã liên kết về email. Thì anh em sẽ bấm vào chữ đã hiểu này. Sau đó anh em vào email để anh em mở cái email anh em, anh em lên ha. Đó, thì anh em sẽ vào email thì nó sẽ có một email và xác thực email và hoàn tất đăng ký. ha Rồi anh em kéo xuống phía dưới này thì nó có cái phần là xác thực ngay. Thì anh em sẽ bấm chữ xác thực ngay cho mình nha. Đó. Rồi nó sẽ hiện ra một cái thông báo là đăng ký thành công ha. Cảm ơn bạn đã gia nhập cộng đồng Property, nơi chúng tôi cùng nhau xây dựng tương lai của bất động sản 4.0. Đó, thì à, để tri ân sự ủng hộ của bạn, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia vào đợt Erop đầu tiên để nhận thưởng những quà đặc biệt dành cho cộng đồng. Thì anh em sẽ bấm vào chữ tham gia Erop ở đây. ha Thế thì nó sẽ gửi một cái liên kết vào đăng nhập ở đây. Đó, mỗi lần đăng nhập đây nó phải yêu cầu cái liên liên kết ở với email ha. đó Sau khi anh em đăng nhập xong nè Thì đây là cái chương trình Airdrop ha Thì đây nó sẽ làm một số cái nhiệm vụ đây Hoàn thành các nhiệm vụ bên dưới để nhận thật nhiều drop và USDT Về ví nhé Thì anh em lưu ý cái Airdrop uh, này khi mà anh em nhận được cái token Của nó anh em bắt buộc phải tạo cho mình Cái ví uh, hồi nãy là cái ví uh, Crash Demon Wallet ha Thì cái chương trình Airdrop này nó cũng sẽ trả Về cái ví uh, đó cho anh em ha Anh em lưu ý Rồi ở đây ở đây nó có cái phần khảo sát thì nó sẽ có câu hỏi 1, câu hỏi 2, câu hỏi 3. ba câu hỏi khảo sát thì anh em trả lời khảo sát. Thì anh em sẽ nhận cái token drop của nó. Thì ở đây mình sẽ nó nói là nhận ngẫu nhiên cho đến là 10 drop vào ví sau khi hoàn thành hoàn tất khảo sát ha. Đầu tiên là câu thứ nhất. Bạn mong muốn lợi nhuận năm tối thiểu là bao nhiêu khi đầu tư vào token được bảo chứng bất bởi bất động sản thực như là đất lâm nghiệp, đất thương mại dịch vụ do Renet Foundation thẩm định và giám sát thì em có thể là trả lời à, à, tầm khoảng bao nhiêu cũng được ha. Ví dụ như mình trả lời là 20%. Rồi nếu bạn có thể đầu tư vào các token với lợi nhuận tối thiểu ở câu 1 bạn sẵn sàng đầu tư với số vốn bao nhiêu tiền cho mỗi đợt mở bán 500 triệu Đó, rồi Câu hỏi 3. Bạn có mong muốn gì khi tham gia vào đầu tư token được bảo chứng à, bởi bất động sản? À, rồi. Sau đó anh em bấm chữ hoàn tất cho mình nha. Hoàn tất. Đó. Như vậy là chúc mừng bạn đã nhận được à, một drop nè. Rồi bấm OK. Như vậy là mình khảo sát là mình nhận được một drop. Ha, à, Rồi. Ở đây nó kêu là đã hoàn thành khảo sát. Ở phía dưới này là nhiệm vụ này là chia sẻ với bạn bè ha. Đó giới thiệu bạn bè Thì uh, nhận ngẫu nhiên đến 5 prop vào ví Cho mỗi lượt bạn bè giới thiệu đăng ký thành công nha Rồi nhận 10 USDT vào ví Khi bạn nằm trong top 100 người dùng giới thiệu bạn bè nhiều nhất Mỗi người bạn được giới thiệu thành công Thì bạn cũng sẽ nhận được là một prop vào ví Thì ở phía dưới này nó có cái link giới thiệu ha. Thì em sẽ copy cái link này để chia sẻ cho bạn bè Để anh em có thể là nhận thêm cái uh, token prop của nó Rồi thì đã thấy được cái uh, token prop của anh em á thì anh em sẽ bấm vào cái chỗ phía trên cùng nó có cái email của anh em này anh em bấm vào thì anh em sẽ thấy được là cái token prop của anh em hiện có một prop ha đó rồi rồi bây giờ để có thể làm nhận cái token prop này vào về ví ha thì anh em một cái điều hết sức quan trọng là anh em cần phải kết nối cái cái chương trình này nè cái link web này nè với cái lại cái ví Crash Demon của anh em À, thì anh em mới có thể là nhận được cái token drop của nó ha thì lúc đó nó token drop nó sẽ được chuyển vào cái ví crash demon của anh em nha đó thì ở đây nó kêu là phần thưởng sẽ được gửi vào ví của bạn trong vòng 48 tiếng sau khi chương trình kết thúc đó thì chương trình này nó sẽ còn 13 ngày nữa thì khi mà hết 13 ngày rồi sẽ sau 48 tiếng nữa thì nó sẽ trả cái token drop này về cho anh em nha rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là kết nối với um, trang web này với lại cái ví Gradimon của anh em thì trước khi kết nối anh em vào cái dấu 3 chấm ở trên đầu anh em bấm vào thêm màn hình chính đây ha để mình thêm cái trang web lại mình lưu trang web lại rồi rồi thì đã cái token drop này về ví được thì anh em bấm vào cái email đầu trên cùng này anh em sẽ bấm vào cái chữ là kết nối ví nhận thưởng ha sau đó bấm vào Gradimon này anh em bấm kết nối ha rồi anh em sẽ mở bằng cái uh, ứng dụng Gradimon luôn Đó. anh em sẽ kéo lên trên cùng, anh em bấm vào chỗ đăng nhập cho mình nè. Sau đó anh em sẽ bấm vào email để anh em đăng nhập. Rồi anh em bấm chỗ đăng nhập cho mình. Rồi, tiếp tục anh em vào email ha. Email. Đó, nó sẽ gửi về một cái email. Thì ở đây nó có cái phần liên kết đăng nhập thì anh em sẽ ấn giữ. Đó, sau đó anh em bấm chữ sao chép URL cho mình. Đó, anh em sẽ copy cái liên kết đăng nhập ha. Sau đó anh em quay lại cái ví radimon đó anh em sẽ vào cái trình duyệt đây anh em dán cái liên kết đó vào rồi bấm enter đó đó như vậy là mình đã đăng nhập thành công và cái này rồi ha đó rồi tiếp tục anh em sẽ lên cái uh, lên cái cái uh, biểu tượng email ở trên cùng á anh em bấm vào đây anh em sẽ bấm vào cái chữ kết nối ví nhận thưởng cho mình. Rồi anh em sẽ chọn là Crash Rồi bấm chữ kết nối luôn. Đó ha. À, như vậy là nó đã có cái dấu dấu tích xanh ở đây. Thì khi nào mà anh em có cái dấu tích xanh này có nghĩa là nó đã kết nối thành công nha. Thì để kết nối được thì anh em cần phải sao chép cái link uh, liên kết đăng nhập anh em vào cái trình duyệt đáp của cái ví Crash uh, Demon này anh em uh, chạy trực tiếp trên cái trình duyệt đó thì là uh, mới được ha. Còn nếu như anh em chạy trên uh, chạy cái trang web đó trên cái Chrome thì nó không có hiểu đâu ha. Đó anh em lưu ý. Và cái bước quan trọng nhất là anh em cần phải kết nối được cái trang web đó với lại cái ví Crash này để sau này là cái token drop nó nó sẽ nhận thưởng á, nó sẽ trả thưởng cho anh em về cái ví này luôn nha. Rồi ok, thì như vậy anh em nha. Thì trên đây là mình đã chia sẻ cho anh em hai cái nội dung. Đầu tiên, cái nội dung đầu tiên đó là cái nội dung thay đổi cái vị trí ví nhận cái token Renet mở khóa cho những anh em nào đã tham gia chương trình e à, của cái à, sàn Remitano cho phép đào cái token Rinet ha, thì à, sau ngày 12 tháng 12 năm 2023, nếu như anh em nào chưa có cái ví à, à, Demon này à, thì anh em sẽ không có nhận được cái token à, mở khóa Rinet của anh em rồi ha. Cho nên à, từ đây cho đến trước ngày 2 tháng 12 năm 2023 thì anh em phải tranh thủ tạo cho mình cái ví Card này. Đó, để anh em có thể là nhận những cái token renet mở khóa hàng tuần vào thứ bảy ha để cái nó sẽ mở khóa nó trả về tự động à, ở phần này thì anh em lưu ý là anh em cần phải xác thực cái địa chỉ bằng cách là liên kết với địa chỉ ví à, Remitano ở đây khi nó kêu là để xác minh có dấu tích xanh đây là được ha rồi và nội dung thứ hai đó là mình chia sẻ cho anh em cái chương trình Airdrop à, của cái dự án mới Proposy à, là một dự án mới. À, À, thuộc bất động sản 4.0 ha cũng là dự án mới ra và nó đang có chương trình drop nhận cái miễn phí token drop của nó đó như vậy nè anh em thì à, nếu thấy video hữu thì cho mình một nút like để ủng hộ video ha những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm một nút đăng ký và chọn chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình rồi xin chào hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo